Hello Tâm Anh, chào các bạn nha. Các bạn ơi, ở đây mình thấy có một con vật gì đây này các bạn ơi. Đây, để mình xem nữa nha. Mình có cái rổ này các bạn ơi. Để mình xem thì con này con gì. Wow. Các bạn ơi, hình như là một con khủng long này sao đó các bạn ơi. Ây chà chà, con khủng long này sao mà bẩn dữ vậy ta. Thôi, để mình sẽ nhặt vào cái rổ đi. Hãy nha. Wow. Bà ơi, ở đây là mình tiếp tục thấy một con gì đây nữa nè. Ai chà chà, con gì đây ta, không biết là con ngựa hay là một con dê đây. Thôi để mình sẽ nhặt vào cái rổ luôn. Đã nha, được hai con này các bạn ơi. Chà chà, wow. Ai ở đây là mình thấy là có một con nữa nè. Chà chà, những cái con vật này sao mà bẩn dữ ta, chui ở đâu mà bẩn lắm các bạn ơi. Rồi vào luôn. Chà chà, được ba con này nha. Wow. Ở đây mình thấy có một cái con gì đây, nó có rất là nhiều cái gai luôn này các bạn ơi. Chà, con gì hết ta. Thôi mình sẽ cho vào cái rổ luôn đi. Được mấy con này các bạn ơi, 1, 2, 3, 4 này nha. Wow, đã nha, xịn sò đây. Wow. Hay chà chà các bạn ơi. Wow, ở đây mình thấy còn rất là nhiều đồ chơi con vật nữa này các bạn ơi. Wow, xịn sò nha. Wow, mình thấy có cả mặt nạ nữa này các bạn ơi. Có hai cái mặt nạ nữa nè. Wow, đã nha. Wow, những đồ chơi này cũng rất là bẩn luôn các bạn ơi. Những con vật đã bắt là bẩn luôn. Chà chà, không biết con này con gì nha. Wow, hay bên này là mình thấy có một cái hồ nước này các bạn ơi. Hay chà chà, nước mát kìa ta. Aha, wow. Rồi mình sẽ rửa những cái con vật ra đi. Wow, để mình sẽ rửa những cái con vật trong mình nhặt trong cái rổ trước nha. Wow, chà chà, đây là một con khủng long bạo chúa có gai này các bạn ơi. Chà chà, xịn sò nha. Rồi, wow. Wow, các bạn ơi, đây là một con ngựa chứ không phải là một con dê. Chà chà, con ngựa đã nha. Wow. Rồi, wow, cái con gì đây mà nó rất là bự luôn này các bạn ơi. Chà chà, con gì ta. Wow, các bạn ơi, hình như đây là một con bọ. Wow, một con bọ cánh cứng nè. Chà chà. Haha, con bọ nó kêu được luôn nè các bạn ơi. Wow, khủng long này các bạn ơi. Wow, một con khủng long bạo chúa màu vàng. Chà chà, xịn sò nha. Wow, khủng long này cũng biết kêu luôn nè các bạn ơi. Chà, đã nha. Wow, hãy xịn sò đây. Để mình xem thử đây là cái mặt nạ gì này. Nạ gì thấy đẹp lắm các bạn ơi. Wow, chà chà, một cái mặt nạ người rừng. Wow, xịn sò đây. Rồi mình sẽ cho vào cái rổ luôn. Wow, con này là con gì mà to dữ ta. Thôi để mình rửa nha. Wow, các bạn đoán tới con này con gì nha. Wow. Wow, ai chà chà các bạn ơi, đây là một con hổ khổng lồ. Wow, đã chưa. Wow, con hổ to lắm các bạn ơi. Chà chà, xịn sò nha. Rồi vào. Wow, rất là nhiều con vật luôn. Wow, một con sư tử nè các bạn ơi. Chà, đã chưa. Wow, con này là con gì nè. Wow, một con hổ nè các bạn ơi. Chà chà, có được hai con hổ luôn nha. Wow. Wow, các bạn ơi, đây là một con báo đốm nè. Wow, con báo đốm này nó há cái miệng có cái răng ghê chưa. Chà chà, xịn sò nha. Wow. Con này là con gì đây. Wow, các bạn ơi, đây là một con khủng long bạo chúa nữa nè. Chà chà. Ai, khủng long này cũng biết kêu luôn nè các bạn ơi. Đã nha. Wow, một rổ đồ chơi rồi các bạn ơi. Wow, một con gáo các bạn ơi. Chà, xịn sò nha. Wow. Wow, ở đây là cái gì đây. Cái nguồn ngủ nha, để mình rửa sạch thứ. Wow, các bạn ơi, đây là một khẩu súng. Wow, đã nha. Rồi rồi, mình sẽ thử khẩu súng này vào một con vật gì đó đi. Này, thử vào con đây nha. Wow, chà chà, súng xịn sò lắm các bạn ơi, súng công lực mạnh ghê nha.
Wow, con gì đây? Chà chà, con gì mà to dữ cái ta? Wow, các bạn ơi. Wow, chà chà, đây là một con khủng long bạo chúa. À, khủng long bạo chúa đây có trái banh ở dưới chân này các bạn ơi. Chà chà, xì xò nha. Wow, khủng long bạo chúa con nằm trên cái lưng của khủng long bạo chúa mẹ này. Wow, đã nha. Wow, rồi vào. Chà chà, đã nha. Wow, ở đây mình có hai con gì nhỏ nhỏ này. Mình xin, để mình xin con gì nha. Wow, bạn ơi, đây là một con chó này. Và đây là một con cừu. Wow, đây, đã đây. Wow, con gì đây? Wow, các bạn ơi. Cha cha, một con cua hoàng đế màu xanh. Rồi, xíu mình vào mình hấp cua mình ăn nha. Wow, cha cha, một cái mặt nạ nữa nè. Wow, các bạn ơi, các bạn biết cái mặt nạ gì không? Đây là một mặt nạ siêu nhân robot. Cha cha, đã nha. Wow, đây là có hai con luôn nè, mình sẽ rửa thôi. Rất là nhiều con vật luôn các bạn ơi. Chà chà các bạn ơi, đây là một con ngựa nè. Đây. Và đây là một con bò. Ho ho, đã nha. Wow, đây. Còn gì đây? Wow các bạn ơi, tiếp tục lại một con ngựa lớn nữa nè. Chà chà. Wow, đây là một khẩu súng nữa nè các bạn ơi. Chà chà, được hai khẩu súng luôn nha. Wow. Chà, khẩu súng này để mình sẽ thử vào con gì đi. Rồi, mình sẽ tiếp tục mình thử vào con khủng long bạo chúa đây kia nha. Wow, xịn sò. Chà chà, súng xịn sò quá. Này, là con gì đây? Wow, các bạn ơi. Là lại một con khủng long bạo chúa nữa này các bạn ơi. Chà chà, khủng long bạo chúa này xịn sò nha. Wow, đã các bạn ơi. Biết khủng long bạo chúa đã kêu không, để mình thử nha. Ồ, wow, khủng long bạo chúa kêu đã nha. Rồi đây. Wow, một con tê giác. Rồi mình sẽ rửa lặn hai con luôn đi. Yeah. Wow các bạn ơi, hay cha cha, đây là một con bò. Rồi vào. Wow, đây là một con gì đây ta? Một con báo đốm các bạn ơi. Wow, rất là nhiều đồ chơi rồi. Đấy, ở đây là một con rất là to đây. Để mình rửa nha. Chà chà. Wow các bạn ơi. Ê, đây là một con trâu châu Phi khổng lồ. Wow, đã nha. Wow, con trâu này có hai cái sừng rất là to luôn nè các bạn ơi. Chà chà. Wow, hôm nay mình tìm được nguyên một rổ đồ chơi con vật luôn, rất là xịn sò các bạn ơi. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nha. Bye bye.